Nó thực sự là quá sức đối với anh á. Về 4 năm trước thì chắc chắn em sẽ dạy được. Không được canh, cái này là vô lý. Mấy cái câu hỏi dễ này á, thì anh thường phải suy nghĩ lâu, tại vì không biết là mình có nên trả lời không, tại vì mình trả lời thì mình sẽ hạ thấp cái trình độ của mình xuống á. 2000 years later. Nó thực sự là quá sức đối với anh á. Quá sức đối với anh á. Về 4 năm trước thì chắc chắn em sẽ dạy được. Giờ bây giờ em nhìn nó thì còn hơi xa lạ quá. Chị ơi, em lâu quá em quên rồi. Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Nè, cái này kêu là đi a à, chứng minh nè, là chứng minh của anh là 26123615 xong nè, rồi là tóm tắt giá trị của m để d cắt d. Bây giờ có x mát rồi, mình đáp án của mình là x mát. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đó, xong rồi giải phương trình x4 trừ 7 x2 trừ 18 bằng 0. Câu 1 thì là vô lý, tại vì có chữ x rồi có số 18 mà không được canh, cái này là vô lý. Mình thì đáp án của mình là vô lý, không thể ra được cái đáp án này nha. Vô lý. Em hy vọng là với cái đề mà theo như chị nói là dễ nhất thì các bạn sẽ làm. Nếu mà quay lại thời điểm của lớp 10 thì mình có thể mình giải được á. Mà bây giờ thì mình có thể là mình thấy nó khó. Em nghĩ nếu như học rồi thì nó sẽ dễ. Đối với một người mà không chuyên toán như Hoàng thì là đã nhắc tới toán là khó rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với cái thời điểm học sinh thì phải lo mà học chứ, sao mà gọi là khó được. Học sinh thì chỉ có một cái vấn đề duy nhất thôi, học không được yêu đương gì hết trơn. Bố mẹ ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì? Nếu như mà anh là bản thân thí sinh á, thì anh sẽ nắm chắc khoảng 9 điểm trong tay. Wow. Còn một điểm thì sẽ nằm trên giấy. What? What the f***? Ví dụ mà muốn làm thì em phải nhờ người khác chỉ lại cách giải thì em mới có thể tự làm được. Em nghĩ các bạn học lớp 10 thì chắc chắn sẽ giải được. Kiến thức. Điểm số là động lực. Dĩ nhiên là kiến thức quan trọng, nhưng mà theo tình hình của thời học sinh đó, thì điểm số vẫn quan trọng. Theo anh thì đang là nếu như hồi xưa thì đi học thì phải điểm quan trọng, còn khi mà đi làm thôi thì điểm số không quan trọng. Player News.